Xin chào tất cả các bạn. Sự sống đã bắt đầu như thế nào? Nó có phổ biến trong vũ trụ không? Đây là một vấn đề không có gì mới mẻ, và ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng sự sống có nguồn gốc từ bên ngoài trái đất. Tức là bản thân trái đất không phải là nơi sự sống có thể tự sinh sôi và phát triển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự sống là một cái gì đó mang tính phổ quát trong vũ trụ, chứ không hề hiếm hoi như chúng ta từng nghĩ. Tuy chúng ta chưa biết được chính xác sự sống đã bắt đầu như thế nào, nhưng nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy khả năng cao sự sống có nguồn gốc từ bên ngoài vũ trụ. Đó chính là các thiên thạch, các mảnh vụn, các sao chổi, hay thậm chí là các tiểu hành tinh. Tuy nhiên, làm thế nào để sự sống có thể xuất hiện trên những tảng đá như vậy? Đó chính là câu hỏi dai dẳng, thách thức giới khoa học trong suốt nhiều thập kỷ. Đầu tiên, sự sống là gì? Chúng ta đều biết, sự sống là tập hợp của nhiều phân tử lắp ghép với nhau nhưng lại mang tính sinh học. Nó bao gồm chủ yếu là carbon, nitơ, hydro và oxy. Nếu tính đến các đại phân tử thì có acid nucleic, lipid, protein và carbon hydrate. Đây là bốn loại đại phân tử làm cơ sở cho mọi loại sự sống. Trong đó, mấu chốt quan trọng nhất chính là hai loại acid nucleic RNA và DNA chứa thông tin di truyền. Nói một cách dễ hiểu thì DNA giống như một đoạn mã quyết định mọi hoạt động sống của sinh vật. Mỗi loài lại sở hữu một đoạn mã khác nhau và chúng không ngừng copy paste hàng tỷ lần để nhân rộng sự sống ra nhiều thế hệ. Qua đó ta có thể thấy bản chất của sự sống chính là sự nhân lên không ngừng và cố gắng tồn tại càng lâu càng tốt. Câu hỏi đặt ra là, nếu các nhà khoa học đã biết mấu chốt của sự sống nằm ở đâu, vậy tại sao không thể biết nó bắt đầu như thế nào? Đây chính là điều không ai giải thích nổi. Hãy tưởng tượng, bạn có trong tay đầy đủ các nguyên tố để tạo ra sự sống. Sau đó bạn sắp xếp chúng đúng theo sơ đồ DNA của sự sống. Thế nhưng, đây mới chỉ là một nửa của vấn đề. Điều quan trọng nhất chính là làm như thế nào để đống phân tử đó có thể tự động hấp thụ năng lượng rồi lớn lên thành một sinh vật sống. Suy cho cùng, mọi thứ tạo nên thế giới này đều là do các nguyên tử sắp xếp lại với nhau. Chúng như những miếng Lego nhỏ được ghép từ bàn tay của một nghệ sĩ mang tầm vũ trụ. Nhưng có một điều kỳ lạ mà chúng ta không thể nào giải thích nổi. Đó là tại sao một số sự sắp xếp lại có thể tạo ra sự sống mà những cái khác thì lại không. Có lẽ đó chính là tự nhiên, là một điều gì đó rất đỗi bình thường mà lại phi thường, và cũng đồng thời là một bí ẩn của vũ trụ. Quay trở lại với nguồn gốc của sự sống. Trái đất của chúng ta là một nơi hội tụ mọi điều kiện thuận lợi giúp sự sống phát triển. Bản thân sự sống cũng có lịch sử tồn tại và tiến hóa tính bằng tỷ năm. Thế nhưng có một điều rất cơ bản là khi mới hình thành, hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi lửa và dung nham nóng chảy. Quá trình đó giống như một sự thanh trùng diễn ra trên quy mô toàn cầu. Hiển nhiên, sẽ không có dạng sống nào tồn tại được trong điều kiện như vậy. Nếu muốn tồn tại, sự sống bắt buộc phải được bảo quản lạnh. Trong nhiều thập kỷ tìm kiếm, các nhà khoa học đã bước đầu xác định được rằng những phân tử hữu cơ cần thiết cho sự sống có thể đến từ các thiên thạch ngoài không gian. Ví dụ trong mẫu thiên thạch Murray rơi năm 1950, thiên thạch Murchison rơi năm 1969, hay thiên thạch Taxi rơi tại Canada năm 2000. Bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích tiên tiến, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của nucleobase. Trong đó có những thành phần rất quan trọng của DNA như guanine, adenine hay pyrimidine. Mới đây nhất, tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản đã đem về các mẫu vật lấy từ tiểu hành tinh Ryugu. Sau khi phân tích, giới chức Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy hơn 20 loại axit amin trong các khoáng vật này. Được biết, tàu thăm dò Hayabusa 2 đã được phóng lên quỹ đạo từ năm 2014. Nó đã tiếp cận và thu thập mẫu từ tiểu hành tinh Ryugu cách trái đất hơn 300 triệu km. Trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh,
tàu thăm dò đã mất 4 năm để di chuyển từ trái đất đến tiểu hành tinh. Sau đó nó hạ cánh và ở lại trên tiểu hành tinh này 1 năm rưỡi để quan sát và thu thập mẫu. Cuối năm 2020, đã có 5,4 gam mẫu vật được gửi thành công về trái đất. Đây là một thành quả khoa học tuyệt vời, đánh dấu bước tiến của con người trong việc tìm hiểu về nguồn gốc của sự sống. Và sự kiện này cũng phần nào củng cố thêm luận điểm cho rằng sự sống được bắt nguồn từ ngoài không gian, chứ không phải tự nảy sinh trên trái đất. Dĩ nhiên, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta vẫn cần thêm nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ nữa. Đây chắc chắn là một chặng đường gian nan, với sự khó khăn phức tạp bao trùm khắp mọi lĩnh vực, từ công nghệ tàu vũ trụ, đến kỹ thuật sinh địa hóa học tiểu hành tinh, v.v. Chúng ta cần thăm dò và khám phá nhiều hơn nữa, không chỉ ở sao hỏa hay các tiểu hành tinh, mà cả những mặt trăng của sao mộc và sao thổ cũng không thể bỏ qua. Ai cũng hiểu, nếu trái đất chỉ là một vườn ươm được gieo hạt giống từ không gian, thì các hành tinh khác ngoài vũ trụ cũng hoàn toàn có thể trở thành những vườn ươm như thế. Riêng đối với bản thân mình hy vọng vào dự án thám hiểm mặt trăng Europa nhiều hơn bất kỳ dự án sao hỏa nào. Bởi vì Europa là một thế giới của băng đá và nước, chứ không khô cằn và khắc nghiệt như sao hỏa. Dành cho những ai chưa biết, thì dự án thám hiểm Europa là một sứ mệnh liên hành tinh đang được NASA phát triển. Dự kiến, sứ mệnh sẽ được khởi hành vào tháng 10 năm 2024. Hiện tại, NASA đang trong giai đoạn lắp ráp tàu vũ trụ mang tên Europa Clipper. Nhiệm vụ của sứ mệnh là đo đạc và điều tra chi tiết về mặt trăng Europa của sao mộc, rồi đánh giá xem các điều kiện tại đây có phù hợp cho sự sống hay không. Đây là tàu vũ trụ lớn nhất từng được NASA phát triển cho các sứ mệnh liên hành tinh. Nó có thể cao đến 5 mét, nặng hơn 3.200 kg. Thêm vào đó là các bản pin mặt trời rộng tương đương một sân bóng rổ. Nếu thời gian ra mắt không bị trì hoãn, Europa Clipper sẽ mất 5 năm rưỡi để di chuyển ngoài không gian, trước khi đến được sao mộc năm 2030. Tiếp đó, nó sẽ di chuyển xung quanh mặt trăng Europa với khoảng cách chỉ 25 km so với bề mặt. Các nhà khoa học gần như chắc chắn rằng, bên dưới lớp băng bề mặt của Europa đang tồn tại một đại dương. Ngoài trái đất, Europa được coi là một trong những nơi hứa hẹn nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự sống trong hệ mặt trời. Tàu vũ trụ này sẽ xác định mọi yếu tố để đưa ra những đánh giá chuẩn xác nhất về thành phần bề mặt cũng như khí quyển của mặt trăng này, đồng thời quét radar xuyên băng để tìm dấu hiệu của nước lỏng. Sau đó, thực hiện các phép đo trọng lực để mở ra manh mối về độ sâu của các đại dương nếu có. Vậy, nếu chỉ bay xung quanh đo đạc và chụp ảnh, làm sao chúng ta biết được mặt trăng Europa có sự sống hay không? Dĩ nhiên không chỉ có thế, Europa sẽ là một chuỗi các sứ mệnh dài hơi, tương tự như sao hỏa, chứ không chỉ một lần rồi thôi. Sứ mệnh tàu đổ bộ Europa Lander sẽ là một dự án riêng biệt, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2027. Nó sẽ mang theo robot đổ bộ, đi kèm theo đó là các thiết bị sinh trắc học thí nghiệm bề mặt. Nếu nhìn lại chặng đường khám phá sao hỏa, chúng ta chắc chắn đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc khám phá các hành tinh. Các thế hệ nhà khoa học ngày nay cũng ý thức được rằng, việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất không phải là chuyện đơn giản có thể thực hiện trong một đến hai sứ mệnh. Vì vậy, ngoài việc đột phá trong ý tưởng và kỹ thuật, chúng ta cũng phải cẩn trọng trong từng bước đi để tránh lãng phí. Về sau cùng, tất cả cũng chỉ để trả lời cho câu hỏi, chúng ta là ai và đến từ đâu? Sự sống trong vũ trụ phổ biến như thế nào? Liệu DNA của chúng ta có được lưu trữ hay đang chuẩn bị phát triển ở đâu đó ngoài vũ trụ hay không? Mọi thứ có thể sẽ được sáng tỏ trong vòng 2 đến 3 thập kỷ nữa.